Vâng, Nha Trang trong tôi mến chào cả nhà Và trên hình ảnh các bạn đang xem Đây là những bệnh nhân mắc Covid đã được điều trị khỏi bệnh Và được xe chuyên dụng đưa về nhà Và mình xin uh, tiết lộ thêm một vài thông tin trên báo Khánh Hòa Đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 7 Khánh Hòa có thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh Đó đó là một vài thông tin rất vui và rất đáng mừng cho những bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và đã được đưa về nhà. Vâng, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục và thường xuyên những bản tin mới nhất trên báo Khánh Hòa cho các bạn nghe và các bạn tìm hiểu thêm. Vâng, cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ nha trang trong tôi. Xin cảm ơn.